Tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu nói rằng, nếu anh em không quay trở lại và nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nên như em nhỏ. Một tiểu thuyết gia đã đưa ra nhận định, khi người lớn chúng ta không còn giữ liên hệ nào với các trẻ nhỏ, thì chúng ta không còn giữ được tính người nữa, mà đã trở thành như những chiếc máy, chỉ biết ăn uống và kiếm tiền. Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ những nếp sống cần có trong cộng đoàn. Trở lại và nên như em nhỏ. Trở lại và nên như em nhỏ là gì nếu không phải là có tinh thần đơn sơ, trong trắng và biết sống tín thác vào Thiên Chúa? Bởi khi tín thác là khi gắn bó, khi tín thác là khi đặt cuộc đời trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Đây chính là giá trị cao quý của người môn đệ Đức Giêsu. Các Kitô hữu được mời gọi trở nên như em nhỏ, không phải theo nghĩa trở vào lòng mẹ rồi sinh ra lần nữa, không phải nhỏ bé về thể xác cho bằng nhỏ bé về tinh thần, mang lấy thần khí của khiêm nhường, tín thác, ngoan ngoãn, đơn sơ và trong trắng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần đơn sơ trước mặt Chúa và khiêm nhường trong tương quan với mọi người xung quanh. Amen.